Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Tang lễ nhạc sĩ Lam Phương tại Mỹ, nghệ sĩ Hoài Linh và nhiều sao Việt xót xa gửi lời tiễn biệt. Lễ tang của cố nhạc sĩ Lam Phương được diễn ra tại Mỹ vào rạng sáng ngày 4 tháng 1 tại Việt Nam, tương đương chiều 3 tháng 1 tại Mỹ, trước sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa. Rất nhiều sao Việt và khán giả ở tại Việt Nam đã xót xa gửi lời tiễn biệt. Được biết, người nhà và đồng nghiệp đã tổ chức lễ viếng nhạc sĩ Lam Phương tại chùa Huệ Quang, Mỹ. Theo thông tin trên cáo phó, gia đình sẽ làm lễ nhập quan để thăm viếng và cầu nguyện từ 11 giờ đến 19 giờ. Rất đông khán giả và đồng nghiệp tại Mỹ hiện đã đến tiễn biệt cố nghệ sĩ. Không những vậy, tại Việt Nam, nghệ sĩ Hoài Linh cùng nhiều sao Việt và khán giả cũng vô cùng xót xa gửi lời tiễn biệt đến cố nghệ sĩ từ nơi xa. Trên trang cá nhân của mình, danh hài Hoài Linh cũng theo dõi những diễn biến trong tang lễ và gửi lời đến nhạc sĩ Lam Phương, tiếc thương nhạc sĩ tài hoa Lam Phương, anh viết. Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh cũng xót xa gửi lời từ biệt đến cố nhạc sĩ. Nữ ca sĩ là một trong những nghệ sĩ Việt có cơ hội hợp tác cùng nhạc sĩ Lam Phương trước khi ông qua đời. Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh xót xa viết một bài thơ tiễn biệt nhạc sĩ Lam Phương. Hơi men nồng cũng chẳng đủ say, thêm cho đầy giấc mộng chua cay. Có nhớ phút giây lầm lỡ, uống cho thật say, uống quên ngày mai, thế gian đổi thay. Quanh ta có ai, đời còn chi trong tay. Người thân của cố nhạc sĩ khóc ngạn khi tiến hành nghi thức phát tang. Ai nấy đều đứng lặng người trước sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa. Chồng danh hài Việt Hương cùng gia đình lo hậu sự, lễ tang của cố nhạc sĩ đã được chuẩn bị rất chu đáo. Di ảnh và những khoảnh khắc đẹp lúc sinh thời của nhạc sĩ Lam Phương được đặt trang trọng trong tang lễ. Trước đó, ngay khi hay tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời, nhiều khán giả yêu nhạc khắp nơi cũng như các sao Việt đã không khỏi bàng hoàng và bày tỏ sự xót xa. Trên trang cá nhân, Việt Hương xúc động viết: không dám đăng những gì không vui cứ cố, nhưng đây là người nhạc sĩ mà Hương trân quý. Xin được phép chia sẻ nỗi đau này với gia đình và khán giả Mộ Điệu, tác phẩm của chú nhạc sĩ Lam Phương. Bảy ơi, còn đâu những bữa cơm, và nghe chú nói về lịch sử tác phẩm của chú, đâu. Dương Triệu Vũ ngạn ngào chia sẻ: xin vĩnh biệt chú, một tượng đài âm nhạc Việt Nam. Con rất vinh dự đã được hát nhiều khúc nhạc của chú, những bản tình ca đa màu sắc nhưng lại mang một tổng thể chung là tâm hồn của nhạc sĩ Lam Phương. Mong chú được yên nghỉ trong tình yêu thương của bao thế hệ người yêu âm nhạc. Cuộc đời như một chiếc chim bao. Nhạc sĩ Lam Phương qua đời vào ngày 22 tháng 12 giờ Mỹ, sau thời gian nhập viện điều trị chứng bệnh tim và tai biến mạch máu não trở nặng. Lúc sinh thời, nhạc sĩ Lam Phương được biết đến là nhạc sĩ vô cùng tài hoa. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 15 tuổi và sở hữu rất nhiều ca khúc được yêu mến. Lam Phương sang Mỹ vào năm 1970 và ghi dấu ấn ở thị trường ca nhạc hải ngoại với hàng loạt sáng tác đỉnh cao. Đầu năm 1999, ông bị tai biến mạch máu não và liệt nửa người. Thời gian này, ông gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng nhận được vô vàn tình cảm của khán giả. Sự ra đi của nam nhạc sĩ hiện để lại nỗi mất mát to lớn đối với thị trường âm nhạc.